Mới đây, Liên bộ Công thương Tài chính đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra hai thương nhân đầu mối xăng dầu quên nộp 24 tỷ đồng vào quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể hai thương nhân đầu mối đó là công ty cổ phần xăng dầu Thái Sơn BQP ở thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần Dương Đông Hòa Phú ở tỉnh Bình Thuận. Trước đó, Bộ Công thương đã nhiều lần gửi văn bản đôn đốc cảnh báo hai doanh nghiệp nộp số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách nhà nước. Thế nhưng sau thời gian dài chờ đợi thì công ty cổ phần xăng dầu Thái Sơn BQP vẫn chưa nộp báo cáo chứng từ về việc nộp số tiền hơn 21,76 tỷ đồng. Còn công ty cổ phần Dương Đông Hòa Phú cũng không nộp số tiền hơn 3,76 tỷ đồng. Do đó Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đã trao đổi và thống nhất chuyển hồ sơ của hai công ty này sang Bộ Công an để điều tra xử lý theo đúng quy định. Bộ Công an cũng đã cử người sang Bộ Công Thương để phối hợp xác minh thông tin